Thưa cô Yến, con là Phật tử Trần Thị Bạch Pháp, danh là Diệu Hoa. Con xin được hỏi Cô một việc như sau. Cháu nội con sinh năm 2008. Lúc cháu được mấy tháng, con gửi cháu về chùa riêng của một thầy gọi là Cửa Linh Ứng Tự. Thầy bảo đến năm cháu 13 tuổi thì phải chuộc cháu ra. Con hỏi Cô, con có phải chuộc cháu ra không ạ? À? Thứ hai là năm 2019, con làm nhà bếp và cửa hàng để bán hàng nhưng năm đó chồng con chưa được tuổi nên gia đình con phải mượn tuổi của người khác để cuốc móng nhà hộ để đến năm được tuổi thì đến nhà họ xin chuộc nhà con xin hỏi cô con có phải đến nhà họ để chuộc không ạ à? ba vì con bị tai nạn và đau đớn lâu năm anh em ruột thịt thương và lo cho con nên đã đón thầy thờ thánh thần đến làm lễ cho gia đình con thầy đưa cho gia đình con bùa để dán ở trên tường giữa nhà và được đưa bùa cho con để đeo nhưng con để bùa đó dưới gối con xin hỏi cô bây giờ con phải giải quyết bùa thế nào xin tri ân công đức của cô hệ kính thưa các quý đạo hữu không có việc bán vào phải chuộc ra không có cái việc đó có quý đạo hữu ạ cho bé đi quy y tam bảo là xong nhé cho cháu đi quy y tam bảo không có bán và chuộc cái đấy là một cái hình thức thế gian để làm nên một cái việc tâm linh không đúng pháp ai mà bán ai mà chuộc được bây giờ nếu như có bán có chuộc để cho cái đổi số phận đi mà thì giờ mỗi năm con đi bán vào cửa một lần để con không có tai nạn gì có ai làm được thế không thế bây giờ hỏi là cửa nào làm vua để tôi bán thân tôi vào đấy đi, tôi bán mệnh của tôi vào đấy để tôi làm vua, được không? Thế thì con cái cháu chắc thế gian này chả phải học hành gì hết, cứ đi bán vào đấy xem cửa nào là cửa vua cửa quan bán hết vào đấy cho làm vua làm quan hết đi, đúng không? Cho nên cái đấy nó không đúng, nó xuất phát từ cái tâm tham của mình dẫn đến người ta mê hoặc mình, nhé. Cho nên không có cái đó được, bản thân phải phải tuân thủ nhân quả và các cụ cũng đã có kinh nghiệm rồi cha mẹ sống lành để phúc cho con chứ đâu có phải là ông thầy cao tay mang phúc đến cho nhà chả có câu ca dao đấy bao giờ chả có kinh nghiệm đúc kết đấy bao giờ cả phải không mà là do mình ở lành thì để phúc cho con mình thì câu nói này nó trong nhà phật là thế nào tức là mình ở lành thì mình chiêu cảm những cái đứa nó có hiếu về làm con mình cho nên gọi là để phúc cho con thôi và về thì vừa phúc cũ của con nó được về mình vừa phúc mới mình tạo ra hai bên cùng có phúc thì sẽ được hưởng phúc thôi nhé trên chúng ta phải quy về cái chỗ sống lành thiện để đem lại phúc báo cho mình và đem lại cái sự cộng nghiệp phúc báo cho người thân cái đấy là cái sáng suốt nhất và cái đấy hiện tại cũng mang lại những cái sự lợi ích cho xã hội phải không như thế chứ không thể nào mà mình cứ đi buôn đi bán những cái không đúng ví dụ như yến nói là có một cái đèn yến quên rồi nhưng mà mua cả thuốc phiện đến cúng Rồi để, để, xin cờ bạc ấy Cái đấy thực sự là nó không có đúng nhân quả Và cái thứ hai là hiện tại mang đến cái bất ổn cho xã hội Phải không quý đạo hữu? như quý đạo hữu chúng ta vừa mới vào tu tập Phật Pháp Chúng ta phải có chính kiến về vấn đề này Mà muốn có chính kiến chúng ta phải tư duy sắc bén Các quý đạo hữu ạ Yến chỉ nói ví dụ thế này thôi Ở cái đèn đấy thì chỉ chuyên có những người cờ bạc đến xin thôi Phải không? đi xin cho thắng bạc ấy mà thế bây giờ 10 anh đánh bạc cùng đến xin cả 10 thế thì làm gì gọi thắng được phải 10 <laughs> anh đi chơi cờ bạc cùng đến đấy xin và bảo rằng là cái vị ở đấy rất linh ứng sẽ cho mình thắng bạc thế thì 10 anh cùng chơi với nhau anh nào cũng đòi thắng thế thì thắng của ai phải không cứ đạo hữu 10 người chơi 10 người cùng đội lễ đến thế thì cùng thắng thế thì không có người thua thế thì lại không thành chơi bạc phải không? Cho nên những cái đó là những cái là dựa trên cái lòng tham của thế gian mà đôi khi những cái người ở chủ ở đèn ở điện đấy người ta phóng ra những cái gì đó để người ta có lợi ích nhưng chúng ta phải tư duy khi tiếp nhận những thứ ở thế gian này thì chúng ta phải tư duy phải có quý đạo hữu nhé yeah. thế cho nên là cái việc mà gọi bán vào cửa đèn cửa điện để cho con mình nó khỏe mạnh thì cái đấy nó không đúng không đúng một chút nào hết còn cái việc mà bán con nhà mình sang đi cho người khác làm con nuôi cho dễ nuôi thì có được tại sao lại nói là có được tức là một cái số phong tục và một số quan điểm có khi nó không phải là phong tục mà nó là quan điểm khi thấy con nhà mình giặt dẹo ốm đau quá không nuôi được mới gửi sang cho người khác làm con nuôi thì lại nuôi rất tốt thì lại khỏe mạnh lên nó khỏe bằng cách trông thấy thế thì tại sao lại khỏe như thế tức là khi làm con nuôi thì bố mẹ bắt đầu là dỗ lễ tết là phải mang sang cho nhà người ta, cái đấy chính là một phương pháp bố thí, các quý đạo hữu ạ. Và cái người con được đi nhận làm con nuôi này thì phải cả cuộc đời này cũng lo dỗ lễ tết cho cái người nhà bố mẹ nuôi, đấy là một phương pháp bố thí để chuyển nghiệp. Đấy là một phương pháp là tăng thêm cái tâm hiếu nghĩa thì nó sẽ chuyển nghiệp, các quý đạo hữu ạ. Cũng giống như chúng ta, ấy, con ta khó nuôi ta mang đi bố thí, đi cúng dường thì nó tăng phước lên thì nó sẽ chuyển nghiệp thì đây cũng thế có quý đội hữu rõ chưa ạ chứ không phải nhà cái ông kia có phúc cho nên là con tôi vào đấy dễ nuôi không phải thế đâu nhé do cái quy định là muốn làm con nuôi thì phải dỗ lễ tết từ giờ đến cuối đời đấy là một quan điểm khiến cho mình chuyển hóa được nghiệp lực đấy hiểu nghĩa chúng ta học phật pháp nhân quả chúng ta thấy có lý giải được các hiện tượng ở thế gian này không lý giải một cách rất có đạo đức rất hay nếu như ai ai cũng đi làm con nuôi như thế thì ai ai cũng phải sống có hiếu có nghĩa lên để tốt đấy đúng không Sao rồi? ví dụ như là yến nói thế này trong một xóm là không có cãi nhau đâu ông hàng xóm này mang con đến nhà tôi làm con nuôi tôi mang con tôi đến ông nhà hàng xóm làm con nuôi thế là hai nhà không có cãi nhau lễ tết đều phải mang sang lễ cho nhau còn cãi nhau cái gì <laughs> thế cho nên nó có những cái nó kỳ diệu nhưng nó cũng làm trong nhân quả cả có quý đạo hữu ạ không phải là không nằm trong nhân quả đâu, cái đấy rất là tốt đấy ạ. Vâng, việc mà gia đình mà đã làm những cái bùa đấy rồi thì đã bùa cho chị khi mà chị ốm thì uh, gia đình chỉ cần những cái bùa đấy mình bạch lễ mình hồi hướng nếu có chúng tâm ninh nào theo bùa chú mình hồi hướng về tam bảo và mang hết những cái bùa để đến cho các thầy, các thầy giải quyết hộ là được nhé. Cái bùa đeo bùa các thứ chúng ta dựa vào tam bảo rồi các thầy đã có công sức tu rồi cứ mang về cho các thầy chịu hộ cho <laughs> ăn được một hạt cơm của đàn la tín thí khổ thế đấy các quý đạo hữu ạ. chả sung sướng gì đúng không ạ thế còn cái việc mà làm nhà và chuộc nhà thì trong cái phần tâm linh này nó có cái phần thế này các chị ạ thứ nhất là việc mà xem tuổi để đặt móng nhà cái đấy nó chưa chuẩn phúc của ai người ấy hưởng các quý đạo hữu ạ phúc của ai người ấy hưởng. Cho nên nếu như gia đình của chúng ta mà nó lại không tốt, có quý đạo hữu ạ, nó không tốt thì mỗi khi làm nhà là chúng ta tổn đi một phần phước. Vì phước đấy là chúng ta được hưởng mà. Thế chúng ta tổn đi thì chúng ta bồi phước vào thì chúng ta sẽ được an lành. Thế cho nên là khi làm nhà thì người ta phải hướng tới là lễ bái tổ tiên để cúng dường hồi hướng phúc lành cho tổ tiên để tăng thêm phước và cúng dường hồi hướng cho gia đình nhà mình được sức khỏe tất cả các thứ đấy nó tăng phước lên thì nhà mình ở trong cái nhà nó rất là tốt thế còn bây giờ yến nói về cái mặt chuộc và bán thì nó lại thế này nếu như trong cái văn cái văn của mình ấy yến là giấy tờ là một việc giấy tờ là một việc còn tâm linh lại là một việc khác với giấy tờ ví dụ như cái ngôi nhà này nếu mà mình sang mình bảo là ông đặt Um, mái cho nhà tôi, ví dụ đặt lóc nhà cho nhà tôi vì tôi không được tuổi ông đặt hộ tôi một tí cho được tuổi, thì cái đấy nó khác, cái đấy nó chỉ là làm hộ mình thôi, cái đấy nó chỉ là một quan điểm mê tín và mình làm nó thì nó không có vấn đề gì. Thế nhưng mà có những cái mà lại làm lễ là gọi là nhà tôi không được tuổi tí nào thì cứ coi như cái tuổi này là nhà tôi đây là cái nhà của anh. Thế còn đến bao giờ tôi được tuổi thì tôi sẽ làm một cái lễ tôi chuộc về, thì cái đấy nó cũng rất là nguy hiểm ạ. Vì cái trong tư duy suy nghĩ lời nói nó đều là sự thật Coi như cái nhà này là của anh Thì nếu như cái nhà bên kia người ta có cái nghiệp thất thoát tài sản Thì lập tức nhà mình cái nhà đấy Mình cũng bị liên đới Mình cũng bị của cái việc gì đó cũng bị mất tài sản Đấy là một câu nói ấy, cậu nghiệp Rất nguy hiểm Các quý đạo hữu Cho nên nhà của mình Mình tự làm Không có nhờ ai nhờ bà ai cả Không cho cái nhà ấy thuộc về nhà ai cả Các quý đạo hữu nhé thế bảo mình tự bồi phước thôi mình chỉ cần trong một câu nói tâm linh Thôi cái của này cứ coi như là của bạn đi Thì câu nói thì rất là đơn giản Thế nhưng mà sự thật nó lại theo tâm linh như thế đấy các quý đạo hữu ạ Nhá, các quý đạo hữu nhớ chưa ạ Thế cho nên Phật mới dạy là thân khẩu ý đều gây nghiệp mà Chúng ta không biết trên chúng ta gây nghiệp Thì trong cái phần quốc móng nhà hộ Thôi cứ gọi là không được tuổi Thì anh quốc hộ tôi cho nó được tuổi gọi là hộ Thế nhưng mà đây là vẫn là quan điểm mê tín Mà mê tín thì đương nhiên phước nó không tăng lên được các quý đạo hữu nhé mình cứ thế mà làm không có vấn đề gì miễn là khi làm mình tạo phước ra cho gia đình nhà mình được hưởng nha đấy là đúng tinh thần Phật pháp thì kính thưa các quý đạo hữu thì yến cũng có được cái biết về một cái việc mà vừa rồi thì có đạo tràng thỉnh các quý thầy về thế nhưng mà gia đình nhà đám thì lại <laughs> lại, lại nhập quan trước thế đạo tràng nào đấy ạ? Minh Hương nhá thì trong cái này thì các đạo hữu chúng ta cố gắng làm cái phần này này. Thứ nhất, khi mà gia đình nhà người ta có việc mình phải đến, mình phải nói chuyện được với cái người có quyền quyết định cao nhất và gia đình thỏa thuận hết rồi và nhờ các thầy thỉnh các thầy là gia đình đã được thỏa thuận hết rồi và giờ nhập quan, giờ di quan và mình phải đến mình giao duyên cho người ta thứ nhất này. Lợi ích của cái việc làm theo Phật pháp thứ hai là các thầy làm hộ không lấy tiền chúng ta nhớ cái điều đó thế rồi khi gia đình đồng ý thì mới xin giờ nhập quan giờ di quan của các thầy các thầy cho giờ nhập quan cho thờ giờ di quan và tất cả các lễ nghi là phải sắm theo tinh thần của mình đó là cúng trai tức là cái đấy mình phải được nói trước với gia đình gia đình đồng ý mình mới làm nhé thế nếu như chúng ta chưa có cái kinh nghiệm là 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 đi gieo duyên như thế thì cụ điểm cũng có thể có nhiều năm kinh nghiệm rồi thì chúng ta có thể nhờ cụ giúp cho chúng ta vài đám để chúng ta học hỏi. có quý đạo hữu rõ cho này chưa ạ? đôi khi đến nói chuyện với nhà đám nó chưa biết nói, nó nói không thuận, phải không? chưa biết nói thì nói không thuận, thế cho nên chúng ta phải học nhiều cái kiến thức trong cái như việc làm đám lễ này thì đến lúc người ta hỏi mình, mình mới có thể trả lời lưu loát trả lời lưu loát thì người ta mới đồng ý được ví dụ người ta bảo là bây giờ nhà tôi thế này tuổi này tuổi kia có được vào để mà nhập quan hay không mình không biết được trả lời như thế nào cả thế thì không được rồi phải không thế theo quan điểm của nhà phật này chúng ta có mấy mấy việc trong đám ma này thứ nhất là tuổi tác tuổi sung giữa người chết và người sống vấn đề đó quan điểm thế nào giải quyết thế nào chúng ta phải có kiến thức thứ hai ngày giờ của người chết đưa niệm của người chết có ảnh hưởng gì đến phúc báo cho nhà mình không? Có cho gia đình người sống không? Mình phải có kiến thức. Cái thứ ba là liệu chết xong rồi chúng ta giải quyết cái việc chết trùng này thế nào và chúng ta phải xem xem cái nguy cơ chết trùng của nhà này có hay không? Thì chúng ta dựa vào cái chết của người thân này. Nếu như tuổi già chết thì vô tư không phải suy nghĩ những cái tai nạn bất thường chết bất đắc kỳ tử thì chúng ta phải có cái kiến thức về chết trùng và chúng ta phải hướng dẫn cho gia đình làm được về cái việc chết trùng thì người ta mới yên tâm nha các quý đạo hữu nhé chứ không phải cứ có việc mà chúng ta không có kiến thức mà chúng ta có thể hướng dẫn cho người ta yên tâm đâu thế và từ hướng dẫn đến chúng ta cũng phải làm nữa thì đến lúc mà đám nào chúng ta đã trợ duyên thì đám đấy không thể có chết trùng xảy ra các quý đạo hữu ạ mà đám nào chúng ta đã giúp thì đám đấy sau cái việc tang ma gia đình nhà người ta phải có những cái việc cắt tường thì cái, thì chúng ta mới có tiếng vang chứ phải gọi là có uy tín ấy mà đúng không cho nên chúng ta phải cần có cái kiến thức đó làm sao đó hướng dẫn cho gia đình sau đám ma chỉ có tốt đẹp thôi mà không có gặp những cái điều gì xui xẻo cả thì chúng ta phải có kiến thức nhé thì kiến thức này sẽ bồi dưỡng cho các quý đạo hữu khi mà hướng dẫn cho các quý đạo hữu làm nghi thức đám ma hướng dẫn đám ma. Thế còn mới đầu bây giờ thì chúng ta mới chỉ cần sơ sơ những cái kiến thức là đến đấy hướng dẫn cho người ta cái cách làm đám ma thế nào và làm đám ma theo đạo Phật được lợi ích gì và hướng dẫn đàng hoàng thì chúng ta mới thỉnh các quý thầy nhé. Chứ còn chúng ta chỉ nghe thấy như thế thôi chúng ta đã vội thỉnh ngay thì cái sự xung đột giữa mình và với gia đình là nó tất yếu sẽ xảy ra các quý đạo hữu ạ. Vì này vào cái đám ma nó không phải đơn giản là vào một gia đình lúc bấy giờ ông chú bà bác ông thầy bà lọ thầy bà kia mỗi người thầy rùi một kiểu cho nên chưa đến hồi kết thì chưa chắc chắn rằng cái quyết định đó đã là quyết định cuối cùng các quý đạo hữu ạ chúng ta phải đến nhà đám và chúng ta đồng hành với lại cái người phật tử trong cái nhà đám đó và chúng ta lắm bắt tình hình rồi chúng ta mới giúp cho gia đình hiểu rồi chúng ta mới hướng dẫn cho gia đình đến hồi kết khi mà gia đình có tiếng nói của cái người mà có tính chất quyết định nhất thì chúng ta mới mời được các sư các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ nhé yeah. vâng thế thì đấy là cái việc mà chúng ta làm cái việc đám ma nó không phải là cái việc dễ gieo duyên cũng khó gieo duyên một chút nhưng nếu là đàn ông mà có cái kiến thức hoặc là những cụ mà có cái kiến thức có cái tiếng vang về làm lễ đám ma rồi thì việc phiến hóa rất dễ các quý đạo hữu ạ. Thế chúng ta để có cái uy tín như thế thì chúng ta phải tích cực làm những cái việc cho những cái gia đình có cái sự chuyển nghiệp. Tụng kinh lễ bái cho người ốm, người ta xong người ta đỡ đi hoặc là thế nào đấy, hoặc là người ta chết, người ta chết được mát mẻ thì lúc bấy giờ mình mới có uy tín trong đám ma được các quý đạo hữu ạ. Đúng không? Chứ nếu không thì chúng ta chưa có uy tín, chưa có uy tín chưa làm việc được nhé. Cho nên sẽ tổ chức cho các quý đạo hữu là uh, giúp cho những gia đình bệnh nặng tụng kinh lễ bái cho người ta được chuyển hóa. Thế rồi trợ liệm, trợ liệm rồi xong đến đám ma thì nó mới theo một cái truyền được nhé. Yeah. Em là Nguyễn Thị Hà, đạo tràng Trúc anh. Em xin hỏi cô ạ, à, em mới sinh thêm được một bé trai, nhưng vì em đã cao tuổi nên em không đẻ được, em đã nhờ người mang thai đẻ hộ, sau đó em đã gửi mệnh cháu vào cửa điện gọi là cửa cậu nay em mới biết đến Phật pháp em muốn gia đình em nương nhờ vào Phật pháp em xin cô chủ nhiệm chỉ dạy cho em ạ à. em xin tri ân công đức của cô chúng ta theo một cái số quan điểm thì theo nhà Phật gọi là không đúng với chính kiến thì chúng ta hay đi tự mình lập bát hương bản mệnh này rồi chúng ta bán cái này vào cửa này bán cái kia vào cửa kia thì thực chất là bán vào như thế có mang lại hạnh phúc không chúng ta ấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm về nhân quả của mình, không ai chịu cho ai được cho nên không ai có tính chất lâng đỡ nhân quả và số mệnh cho chúng ta được. Số mệnh là do chúng ta tạo ra. Nếu như ai mà suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì số mệnh được sung sướng. Phải không? Ai mà suy nghĩ ác, nói lời ác, làm việc ác, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung làm các việc ác thì số mệnh phải tự chịu lấy kết quả báo ác, chứ không có ai giúp chúng ta được. Vì thế, khi bây giờ Phật tử đã biết đến đạo Phật rồi mà trước đó chúng ta đã bốc bắt hương bản mệnh, đã bán con, bán cháu mình vào các cửa đèn, cửa điện thì chúng ta chỉ việc tự chúng ta về quy y tam bảo, chúng ta cho con cháu chúng ta về quy y tam bảo, bé thì về sơ quy, lớn thì quy y chính thức. Thì cái tính, cái giá trị của cái việc và tà kiến kia tự nó hết chứ không cần phải đến đấy để giải. Các quý đạo hữu rõ chuyện này chưa ạ? Chúng ta không cần phải đến đấy giải, không phải đến đấy chào, không phải làm lễ gì hết, chỉ có một cái lễ quy y là xong. Thì yến lấy ví dụ thế này để cho các quý đạo hữu rõ. Chúng ta đến cái cửa điện này chúng ta làm cái việc này cũng giống như chúng ta chấp nhận vào một cái trường này để đi học những cái điều tà kiến, sau đó chúng ta bỏ chúng ta đến một cái trường kia học cái về cái kiến giải khác và chính kiến thì chúng ta không còn liên quan gì đến cái cũ nữa nó quý đạo hữu rõ chưa ạ à, chúng ta chỉ là đổi lớp học thôi mà Nhá, cho nên nó không có yếu tố tâm linh ở trong này cái việc này không mang tính chất yếu tố tâm linh Nhá, cho nên chúng ta cứ đi quy y tam bảo để chúng ta chuyển hóa nghiệp do chúng ta chuyển hóa từ tà kiến về chính kiến thế cho nên đức phật dạy thế này trong bài kinh đức phật dạy thế này không có cái gì mất phước nhanh bằng tà kiến không có cái gì có phước cho ta bằng chính kiến, cho nên chúng ta về chính kiến nhân quả, chúng ta bắt đầu theo giáo lý là tự mình chịu trách nhiệm trước các hành vi của mình và tội và phúc do chính hành vi thiện hoặc ác của mình sinh ra, đó là chính kiến nhé. và chúng ta về chính kiến thì chúng ta sẽ tăng thêm phúc lành. các quý đạo hữu.